Thân ái kính chào quý vị và các bạn, chúng ta được gặp nhau trên kênh kỹ thuật thi công cơ điện. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi làm một cái tủ điều khiển turbo tại thành phố Đà Lạt. Thì quý vị nhớ là năm 2020, cuối 2019 thì chúng tôi đã làm xử lý 3 cái bộ điều khiển turbo ở tại nhà máy bánh Liên Hoa ở tại thành phố Đà Lạt. Thì ngày hôm nay đó là chúng tôi có một cái sự trải nghiệm, đó là chúng tôi đã làm cái tủ này ở tại Hồ Tiền Lâm, tại ngay trong rừng. Đó là cái cảm giác mới mà cái team của chúng tôi đi. Thì với những cái cốt phi như thế này là L là 0,99 rất là đẹp. Vì có một số lý do là nó đang nhả một cấp tụ rồi, số 1 đã nhả rồi đúng không quý vị? Cho nên quý vị không thấy được vì nó đang tắt máy và còn hai con máy đang chạy. Thì với yêu cầu của điện lực là EVN, người ta quy định rằng là với cái cốt mà nhỏ hơn 0,9 thì buộc người sử dụng phải mua công suất vô công, chính là Q. Mà hôm trước tôi đã chứng minh công thức lạ của tiền được đưa ra, đó là AQ thì bằng là AB chia cho căn bậc 2 của AB bình phương cộng cho AQ bình phương, thì đó chính là cái hệ số cốt phi thôi. Thì như vậy thì quý vị thấy rằng là khi mà chúng ta có kiến thức thì chúng ta sẽ thấy là những cái công thức lạ này điện lực tính từ đâu. Thì như vậy là thưa quý vị là tính từ những cái công thức cơ bản, mà cái người sáng tạo ra cái công thức tính này cũng rất là hay và người ta rất là thông minh. Thì như vậy thì hiện giờ đang giữ cái cốt rất là tốt, và tôi vô nhà máy cho các bạn xem nhé. Chào Tướng. Chào theo. Kính thưa quý vị là đang nhả ở một cấp độ tụ, trong khi trong cái thời gian là tôi vô cho quý vị thấy là những cái hình ảnh máy đang chạy và người ta đang ngắt một con còn một con thôi. Cho nên như vậy là chúng tôi làm rất là chuẩn ha. Rồi, cảm ơn quý vị. Chúng tôi đã ok trong công việc và chúng ta sẽ đi được nhận tiền lương của mình. Quý vị cho thấy là nó đang nháy nè. Quý vị chờ một chút xíu nhé. Đúng rồi, thì có giờ buộc mình phải thử tải, thì dư đá thì phải chịu thôi, cái chuyện này bỏ vô hầm thôi. Bây giờ nó còn chạy một con máy. Với máy nữa hả? Anh không chạy nữa, anh phải qua khóa qua anh giảm áp. Chứ. Giảm áp rồi, tại vì máy lạnh nó giảm áp, nó xả không chết á. Đúng rồi. Các bạn là đã nhả một cái cấp tụ nữa, nó còn đóng một cấp tụ cho con máy bên này ha. Có nghĩa là chúng tôi hoạt động rất là chuẩn, cho nên các bạn nhìn thấy là con máy nó đang chạy. Con máy nó đang chạy. Các bạn thấy là khi mà test máy là phải dư đá tới sáng luôn rồi, nhìn thấy không, một núi nè. Anh chủ là anh hoải luôn, anh hải luôn, tại vì cái này là sáng sớm mới chạy đúng không Trung? Còn một con máy là dòng 33 này, anh thấy không? Nhưng thật sự dòng trong đó có 28 thôi, tổn hao đi đường dây 20 năm. Giảm được 6 ampe không? 33 hả? 23 cho 25. 25 ấy. Hồi nãy dưới 3 mấy? 33. 33 giảm bao nhiêu? Giảm 8 ampe đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Bây giờ mình chờ một chút xíu ha. 33. Cái máy này sẽ ngưng trong đó và nó sẽ cắt ngay. Là chúng tôi quay đầu về đi ăn tối xong chúng tôi quay về thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị là đang cắt máy, cho nên là hiện giờ là nó sẽ chờ cái delay on. Xin lỗi, cái delay off. Thì quý vị sẽ nhìn thấy là nó đang mở chế độ dung và nó sự tự động ngắt. Các bạn cho thấy là cái đèn đang hiển thị ngắt ha. Như vậy là chúng tôi sẽ về thành phố thôi. Ngon lành. Cắt.
rất là ngon lành ha. Các bạn thấy là cái đèn đỏ thì nó là cái thời gian chờ để ngắt một cặp tụ. Còn cái đèn xanh á thì nó sẽ báo á, là cái thời gian đóng một cặp tụ. Nó phải tự tắt chứ. Nó mới đọc được. Rồi, ok quý vị. Rồi, ở chế độ lóc. Như vậy là chúng tôi cảm ơn tất cả anh em ở đây. Cảm ơn chủ xưởng ha. Và đặc biệt là cảm ơn bạn Trung là một kỹ sư EMI tại Đà Lạt ha. Rồi anh Luyện cảm ơn Trung rất là nhiều nha. Rồi, xin chân trình ban phước lại cho kỹ sư. Rồi, chúng tôi tạm biệt khán giả nha.